quý vị và các bạn thân mến ở phần trước của chương trình chuyên gia phan lê thành long đang chia sẻ với chúng ta một trong những phương pháp có thể phân bổ tài sản tránh những rủi ro trong việc khiến cho khoản thu nhập của chúng ta không sinh ra lợi tức và thậm chí còn có thể gây nợ chuyên gia phan lê thành long đã đưa ra phương pháp đầu tiên đó chính là theo chu kỳ của nền kinh tế ngoài ra chúng ta sẽ còn có những phương pháp nào nữa ngay sau đây xin mời quý vị cùng gặp lại chuyên gia của chương trình xin chào anh ạ À, những phương pháp tiếp theo là gì? Các khán giả của chương trình đang rất là nóng lòng muốn biết Anh có thể chia sẻ được không ạ? Yeah. Một trong những cách thức quan trọng để à, bỏ thu nhập của chúng ta vào các cái giỏ trứng này Đó là phụ thuộc rất nhiều vào à, mỗi con người Tức là phụ à. thuộc vào tính cách à, Và thuật ngữ trong à, tài chính thì người ta gọi là phụ thuộc vào à, khẩu vị rủi ro của mỗi người Khẩu vị rủi ro yeah. Khẩu vị rủi ro có nghĩa rằng là Mỗi người chúng ta thì có những người thì à, ưa rủi ro Có những người thì không ưa rủi ro chẳng hạn Thì ở đây... À, À, tôi có thể à, sử dụng một cái công cụ à, à, có thể à, dùng một cái công cụ để có thể chỉ cho mọi người biết được cái cách thức là làm thế nào à, có thể phân bổ cái khẩu vị rủi ro của mình. Thế ngoài ra cái độ tuổi cũng là một cái một cái tiêu chí rất là quan trọng. Ví dụ như minh hà còn trẻ thì minh hà có xu hướng là 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 ưa rủi ro hơn tôi, tôi nhiều tuổi hơn. Ví dụ như vậy. Ở đây thì tôi dùng một cái công cụ lập kế hoạch tài chính à, cá nhân. À, dành cho những người có thu nhập. Ở đây tôi đi à, xin phép điền là độ tuổi chúng ta sẽ là ở độ tuổi 40. Thu nhập của hai vợ chồng à, có thể sẽ là 50 triệu một tháng. Đã. Và khi nếu chúng ta ở một cái độ tuổi 40 thì ở đây chúng ta có ba cái lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất là an tâm hưu trí. Lựa chọn thứ hai là đầu tư sinh lợi và lựa chọn thứ ba là chi tiêu tương lai. À, ở độ tuổi 40 thì chúng ta có lẽ chưa lo đến an tâm hưu trí có, có có nghĩa rằng là chúng ta phải ngoài 50, gần 60 chúng ta sẽ lo đến an tâm hưu trí nhiều hơn. Chúng ta cũng không, không phải lo quá nhiều về chi tiêu tương lai bởi lại chúng ta không cần phải chi những cái khoản lớn cho cái việc đi du học cho bản thân chẳng hạn. Cho nên tôi sẽ chọn ở cái ô giữa đó là đầu tư sinh lời. Vâng, à, và đầu tư sinh lời thì ở đây đó là một bản kế hoạch tài chính trong trường hợp là cả hai vợ chồng có thể tích lũy à, 30% thu nhập tương đương với 15 triệu đồng một tháng à, và cái thời gian tích lũy ở đây tôi đặt là sẽ đặt là 15 năm à, thời gian tích lũy đặt là 15 năm à, 15 năm có nghĩa rằng bây giờ mình đang 40 và sau 15 năm mình ở tuổi 55 ở tuổi 55 có nghĩa rằng thì chúng ta đang chuẩn bị vào cái à, à, giai đoạn chuẩn bị cho hưu trí rồi à, và đây chúng ta có rất nhiều các cái lựa chọn gợi ý để phân bổ cái nguồn thu nhập mình vào các cái giỏ khác nhau à, chúng ta có thể thấy rằng lựa chọn bảo toàn có nghĩa rằng là những người mà không ưa rủi ro thì họ sẽ lựa chọn bảo toàn lựa chọn bảo toàn ở đây à, lựa chọn tích lũy có nghĩa rằng là những người mà à, cái mức độ rủi ro của họ à, ở mức trung bình và lựa chọn tăng trưởng à, ví dụ như ở đây thì tôi à, kích vào lựa chọn là tăng trưởng ạ. À. và xin kết luận lựa chọn tăng trưởng của tôi Bằng lựa chọn tăng trưởng thì chúng ta có thể thấy rằng là thu nhập của tôi tích lũy 15 triệu 30% thu nhập một tháng thì được phân bổ vào như sau 10% vào tiền gửi tiết kiệm 20% vào trái phiếu doanh nghiệp và 40% vào quỹ đầu tư trái phiếu và 30% đầu tư vào cổ phiếu có nghĩa rằng là, là ở tuổi 40 khi mà chúng ta đang ở trong cái giai đoạn là độ chín của sự nghiệp và có tích lũy thu nhập tốt nhất thì chúng ta có thể lựa chọn một cách mạo hiểm hơn đầu tư nhiều hơn vào cổ phiếu và theo đó thì cái lợi tức mà có thể thu được trong một năm là lên đến 9,1% trong vòng 15 năm và như vậy thì sau 15 năm chúng ta ở độ tuổi 55 chúng ta có khoản tiết kiệm được để chuẩn bị cho hưu trí là 6,1 tỷ thì đây là một cái bản kế hoạch À, tài chính cho cả một cuộc đời cho ừ. cả một cái giai đoạn dài làm thế nào có thể phân bổ cái khoản thu nhập của mình vào các cái giỏ trứng để đạt được cái lợi à, lợi tức tối ưu vâng để à. chuẩn bị một cách tốt nhất cho cái thời gian hưu trí sau này vâng ạ như vậy là kể từ khi còn rất trẻ chúng ta đã có thể lên một kịch bản tài chính rất là cụ thể rõ ràng cho cuộc đời mình phải không ạ Đúng thế vậy. nhưng nói là như vậy thôi tôi nghĩ rằng để có thể phân bổ tài sản một cách hợp lý phòng tránh những rủi ro thì cũng cần có những kiến thức chuyên môn cho việc sử dụng các công cụ để phán đoán cũng như phản ứng với các biến động của thị trường vậy thì cụ thể các khán giả của chúng ta cần phải làm gì ạ à, mỗi một cá nhân khác nhau thì lựa chọn các cái giỏ trứng rất là khác nhau À, như vừa rồi thì tôi trình bày một cái ví dụ rất đơn giản à, dành cho một người có khả năng là tiết kiệm 30% thu nhập của mình thì ở đây tôi có thể mang đến một cái ví dụ nữa đó là một anh kỹ sư mà ở độ tuổi 40 thì làm thế nào mà có thể phân bổ cái tài sản của mình à, một kỹ sư ở độ tuổi từ 35 đến 41 tuổi trong một cái điều kiện là một cái nền kinh tế ổn định thì đây là một trong những ví dụ phân bổ tài sản một cái công cụ phân bổ tài sản à, chúng ta có thể thấy có rất nhiều các loại tài sản khác nhau ví dụ như tiền mặt à, ít nhiều thì chúng ta cần phải dự trữ một lượng tiền mặt nhất định để có thể đảm bảo rằng là trang trải cho những uh, những khoản chi tiêu trong cuộc sống hoặc là thậm chí những khoản biến cố ví dụ như chúng ta cần phải trang, trang trải cho chi phí về y tế chẳng hạn à, tiếp theo là tiền gửi tiết kiệm được phân bổ 10% vàng và ngoại tệ được phân bổ là 5% và dùng một phần tiền của mình để mua bảo hiểm nhân thọ có nghĩa rằng là đảm bảo rằng là À, tránh những cái rủi ro trong cuộc sống. À, ngoài ra thì đầu tư vào những tài sản sinh lợi như là trái phiếu, cổ phiếu niêm yết, đầu tư vào bất động sản và thậm chí là dành phần tiền để à, mở doanh nghiệp và kinh doanh. À, và chúng ta sẽ thấy rằng là tổng cái thu nhập của chúng ta tiết kiệm được nó phân bổ ở trong một cái biểu đồ hình hình tròn như thế kia. À, và trong cái biểu đồ hình tròn này thì tùy độ tuổi khác nhau Chúng ta có thể thay đổi cái cơ cấu của cái biểu đồ hình tròn này Khi chúng ta đang ở tuổi 35-40 chúng ta có thể à, Đây là một trong những cái ví dụ điển hình Tuy nhiên sau 5 năm nữa chúng ta có thể thay đổi cái cơ cấu của cái à, biểu đồ hình tròn này vâng. Hoặc trong một số trường hợp ví dụ như là nền kinh tế là tình trạng lạm phát chẳng hạn à, Chúng ta có thể thay đổi Ví dụ như ở đây tôi đang để là tỷ lệ cổ đầu tư vào cổ phiếu à, niêm yết Doanh nghiệp niêm yết rất là lớn là 30% trong những cái điều kiện nhất định chúng ta có thể thay đổi cái phần này ví dụ như sang năm khi mà nền kinh tế không thuận lợi thì cái phần mà đầu tư vào cổ phiếu chúng ta có thể giảm xuống ví dụ như còn 20% thôi và chúng ta sẽ chuyển một phần sang à, tiền gửi tiết kiệm chẳng hạn thì đây là cách thức để mà chúng ta có thể sử dụng các cái công cụ khác nhau để phân bổ cái nguồn thu nhập mình à, để tối ưu cái phần lợi tức thu được trong tương lai à, thế nhưng à, lúc này đây người ta lại có một bài toán thứ ba cần phải giải quyết làm thế nào để nhận biết đúng thời điểm để nên bán hay là nên mua À, câu hỏi à, khi nào thì bán khi nào thì mua thì thực sự là một cái câu hỏi à, nó sẽ không có bất kỳ một cái lời à, giải đáp cụ thể nào thông thường thì à, ở đây à, cái kế hoạch tài chính cá nhân thì à, tôi áp dụng cho số đông Vậy tức là à, số đông những à, à, thành phần khác nhau trong nền kinh tế và thông thường à, khi mà chúng ta áp dụng cho số đông thì chúng ta sẽ hình dung rằng là cái việc là trả lời khi nào bán À, khi nào mua hay là khi nào thì mua thấp và bán cao ấy vâng thì ạ. nó sẽ dành cho các chuyên gia à, đầu cơ tài chính nhiều hơn vâng và à. họ sẽ có xu hướng là tập trung nhiều hơn vào trong cái chuyện là à, nghề nghiệp chính của họ chính là đầu tư tài chính thế còn à, tôi lấy ví dụ như là một bác sĩ hay là một kỹ sư chẳng hạn chúng ta không phải chuyên về tài chính thì cái câu trả lời là khi nào bán khi nào mua nó sẽ rất là khó và khi nào thì mua thấp và bán cao nó sẽ rất là khó vâng. cho nên cái lời giải ở đây đó là tùy theo mỗi con người mỗi đặc tính của chúng ta, chúng ta sẽ lựa chọn một cái cấu trúc để phân bổ tài sản vào các cái giỏ này một cách phù hợp nhất Vậy. và chúng ta sẽ có xu hướng nắm giữ lâu dài. À, đây là cái nguyên tắc cơ bản nhất. Cái và cái nắm giữ lâu dài thì nó sẽ đảm bảo rằng là chúng ta đảm bảo rằng là mỗi một cái giỏ này nó sinh ra các nguồn thu nhập đảm bảo cho cho tương lai của chúng ta vâng ạ và chúng ta có thể đạt được những mục tiêu tài chính trong cuộc sống mà chúng ta đã kỳ vọng phải không ạ à, và vừa rồi là những kiến thức chung nhất uh, mà chuyên gia tài chính đã mang tới cho các khán giả còn bây giờ chúng tôi đã nhận được các câu hỏi khán giả gửi về cho chương trình rất mong chuyên gia sẽ giải đáp ạ câu hỏi đầu tiên tôi cho rằng cái gì không dành thì thuê uh, những người có chuyên môn những người thật giỏi trong lĩnh vực đó giúp mình tuy nhiên tôi không biết làm thế nào để yên tâm giao tay hòm chìa khóa cho họ chuyên gia có thể cho tôi cách xử lý ạ À, nếu như bạn có khả năng, có kiến thức và có thời gian nữa Thì uh, bạn có thể tham vấn ý kiến của chuyên gia Và cái việc mà bổ tiền của bạn vào giỏ nào Thì là do bạn tự làm à, à, Nếu như bạn có khả năng làm được việc đó Tuy nhiên thì phần lớn trong chúng ta thì uh, không chuyên về cái công việc này vâng Tức là làm thế nào mà đưa tiền vào các cái giỏ này thì chúng ta không chuyên Đúng rồi ạ. Mà khi chúng ta không chuyên như vậy Thì uh, cái lời khuyên của tôi là Nên tìm đến những uh, tổ chức Chuyên tư vấn về tài chính cá nhân Và họ à. có các công cụ để hỗ trợ chúng ta một cách tốt nhất Và các tổ chức chuyên nghiệp ở Việt Nam Ví dụ như là các cái ngân hàng có các dịch vụ này Hay là các cái quỹ đầu tư à, Hay là các cái quỹ mà gọi là quản lý tài sản cá nhân ấy à. Thì họ có đầy đủ các kỹ năng và các công cụ giúp cho chúng ta làm cái việc này Vâng ạ Và câu hỏi tiếp theo của khán giả à, Khi nào thì chúng tôi nên bắt đầu tích lũy tài sản ạ? À, việc tích lũy tài sản thì à, theo ý kiến của tôi với kinh nghiệm cá nhân tôi thì càng sớm càng tốt có nghĩa rằng là mỗi chúng ta cần phải hình dung rằng là à, hiểu biết của chúng ta về khái niệm tài sản càng sớm thì càng tốt à, khi mà kể cả ví dụ như khi chúng ta còn là sinh viên thì à, một trong cái tài sản quan trọng nhất đó là chính là bản thân chúng ta vâng. thì khi là sinh viên thì các bạn đã có thể đầu tư vào một cái tài sản rất là quan trọng là đầu tư vào tri thức đầu tư vào bằng cấp chẳng hạn vâng. tức là đầu tư vào chính bản thân mình và khi đó thì nó tạo ra một cái cơ hội để có một cái nguồn thu nhập và khi chúng ta có nguồn thu nhập thì đấy chính là cái tiền đề để chúng ta tích lũy sau này để bổ vào những cái giỏ tài sản này vâng ạ à, cảm ơn chuyên gia rất nhiều ngày hôm nay đã mang những cái khái niệm tài chính kinh tế tưởng như là xa vời đến gần hơn với các khán giả từ những bạn sinh viên cho tới những người đã bắt đầu đến tuổi nghỉ hưu và hy vọng với những kiến thức này quý vị và các bạn sẽ có những cái nhìn sáng suốt hơn những quyết định đầu tư hợp lý hơn để không chỉ bảo toàn tài sản cá nhân mà còn từ đó sinh ra những lợi tức để có thể thực hiện được những nguyện vọng trong cuộc sống